đời cháu ba chìm bảy nổi chín lên đên có đáng gì đâu phải chi là anh hùng hay quế nhân <laughs> chuyện ấy sẽ nói sao trong nhà có cô lấy cho tôi xin mấy nén hương để làm lễ giếng mộ hai cụ Cẩn thận đó bác Ê chà. Không sao, sức khỏe tôi còn ngon lạ lắm Bác dư tính quá Cảm ơn cô Những thứ đó của ba cháu Lúc còn sinh thời bây giờ cụ nằm ngoài kia cháu vẫn để đó để nhớ cụ thưa bác đây là tên tôi, xin giới thiệu để làm quen. Cô cho tôi ăn cơm, xin cho tôi ở lại vài ngày để hỏi chuyện về cuộc đời cô. Có làm phiền cô không? Bác cứ ở đây tới lúc nào cũng được. Cháu ở đây với một đứa em cùng sống. Nó đi chợ, lát nữa sẽ về. Nó nấu ăn, bác khỏi chê. À, vậy. Tôi có đem theo nửa ký trà, à, một cây thuốc sài gòn. Uống hết, hút hết, tôi sẽ về. <laughs> cháu là con sâu sách, học hết lớp 11 trường quyện. Nhà nghèo nên gãy gánh, phải sách rổ ra chợ đời. Bao nhiêu năm nếm cơm thiên hạ, suốt ngày nằm dài. Không có sách, lấy gì ngốn hết thời gian. Các nhà xuất bản bán được sách, cũng là nhờ gái làng chơi chúng cháu. <laughs> ngẫm lại kinh tế thị trường mạng người cũng là hàng hóa cháu bị bán đi từ năm 17 tuổi <laughs> giá 6 triệu không bằng một lứa heo bao nhiêu năm cháu sống phá cách cô đào số 1 thế giới có bốn đời chồng cháu có đến năm hơn hẳn một thằng giống nhau chăng là cuối đời đều trớt quớt. Chán đàn ông như nhau thôi. Thà trốn về quê hướng nhàn, còn hơn sống lệ thuộc và quyền sở hữu của bằng bất nghĩa. quê cháu vừa trải qua mùa lũ lớn. Lúa gạo bị cuốn trôi theo lũ. Hết gạo trong nhà. Tiền bạc trắng tay. vụ lúa mới đứng đồng, còn chìm sâu trong biển nước. Thằng ba trên thành phố cứ biên thư về thúc tiền. Nếu không có, sẽ phải bỏ học. Tương lai vô định. Có đẹp tiền theo chị. Chủ tiền đấy nè đi cầm đi vì lo cho gia đình đi đứa con này á cậu phải gái đi nước ngoài một đó dạ thì em biết có là em nhìn cái gia cảnh này thì còn... con không biết là con nhà chị sao chị không không chịu hả nên hả? Em lắm, em có hai người vậy đó, bởi vì em mới muốn giúp đỡ. Nợ ngân hàng của mùa lúa trước vẫn còn treo. Đến khi quanh quẩn nhìn khắp nhà, đến các xó xỉnh trong ngoài, không đào đâu ra đồng tiền. Con mắt mỏi mòn tìm kiếm, đặt ánh nhìn vào cô con gái có sắc đẹp trời cho. Phải phục cái tài đánh hơi của kẻ săn tìm. Họ biết cảnh ngộ riêng biệt của từng nhà ở quê, mỗi nhà gia cảnh ra sao con gái nhà nào được, thì mụ môi giới đến nhà đúng lúc ấy. Đó là một mụ, tuổi đã quá thì, mặt mày son phấn, đeo vàng đỏ tai. Không phải đi khoe khoang để mà lấy le, nào ai biết vàng thật hay vàng giả. Chị biết không, lần đầu tiên em tiếp xúc em gặp chị, rồi tự nhiên em thấy thương chị quá trời luôn vậy đó. Chị giống như là chị ruột của em vậy đó, tội nghiệp chị ghê á. Ý, chị chờ em tí xíu nha. Trời ơi con bé lành đi nè Trời ơi con gái xinh đẹp ơi Trời ơi chị thấy không con gái chị nó đẹp cứ như là hoa hậu vậy đó Còn ra đây gì nói con nghe cái này nè Con biết không Ở cái vùng sông nước như vậy Mà làm ăn được cái gì Trong khi con xinh đẹp như vậy Mà ở cái vùng này Chị tiếc cho con quá con à con phải xả thân con để cứu cả nhà cứu dòng họ phật trời sẽ thấu lòng con biết đâu mai này tương lai con rực rỡ bỏ nhà, bỏ ruộng, bỏ người yêu. <laughs> Cháu nói theo thơ của cô lấy đò. Thân gái làng quê lấy ngoại kiều. Đám cưới không có cha mẹ chồng, không có chàng rể, chỉ có mụ mối, là một mâm cơm để thốt nhang và sáu triệu đồng xính lễ. ngày hôm sau má cháu đưa cháu ra chợ nổi bà muốn tới chờ sẵn ở đó để về chợ lớn Đó là người chồng đầu tiên của cháu Kéo dài không đầy một buổi Cháu nói thiệt đó Bà môi giới đó Dẫn cháu đến khách sạn Hi Hắn xí xô xí xào tiếng gì cháu không biết 拿出来！ hắn ôm cháu hôn hết rồi lột trần ra chuyện gì đến sẽ phải đến Cháu ngượng lắm chân đành liều đánh mất đưa thân hắn tùy bại mất sợ bất ngờ hắn buông cháu ra hắn ngồi chồm lên người cháu đánh tới tóc mắt phải rồi tát trái tay cháu thét lên kêu cứu người mà... ta ném quần áo vào cho cháu mặc mà... máu đã đổ nên công an áp giải về trụ sở

mua không hô khai ai biểu có tiền mua tiên cũng được tôi tốn tiền cưới vợ mà ai biểu nó co cái đầu gối lên nó khỏe lắm đó dắt bổng tôi lên trời mục tiêu lệch bậy bạ hết chân, rồi hất tôi xuống đất tại sao cô co đầu gối lên ừ uhm, tự... tự nhiên nó co vậy thôi ừ uhm, vậy em sợ có chữa để ra đầu rùa đích ba ba Vậy tại sao cô lại đồng ý lấy ông này làm chồng ừ, Dạ khó nói lắm ạ à. Tại nhà nghèo Lũ lụt trôi sạch Tương lai mù mịt, Vì gia cảnh Nên phải bán thân em Chồng đánh vợ vũ phu Theo luật là phạm tội hình sự Ông bị tạm giam ở đây Chờ báo tin cho lãnh sự Lau công đã lão quo sư vú gai sư phan là sinh sư dội. Ni way bay truy điệu tại tờ đi, ranh hô tần tung tư linh sư quan. Con cô này qua phòng bên băng bó vết thương rồi về. cô ở đây cháu đi nhớ mãi anh công an trẻ đưa cháu đi băng bó vết thương rồi dẫn cháu đi ra đường anh nói rủi mà còn mai đó em liệu mà đi đi bỏ luôn trong khi nó còn bị giam giữ ở đây để khỏi biệt xứ em cảm ơn anh mà nè đi đâu thì đi chớ cái về quê cho nó hết tìm cháu đến khách sạn trả phòng lấy chứng minh thư ra đi trên hè phố mà như nhẹ bẫng chân không chạm đất không trong cảnh ngộ không thể có cảm giác này trên đường xe cộ ngược xuôi như dòng nước lũ còn mình đang trôi nổi vô định ngày cháu còn nhỏ lũ về tràn ngập mênh mông có một con gà đậu trên nóc nhà giật mình sợ bị tóm bay lên rơi xuống dòng nước hai cánh xòe ra cái đầu nhô lên ngơ ngát phó mặt cho dòng nước dẫn cuốn theo xoáy nước xa dần xa dần đến nơi vô định tự nhiên cháu liên tưởng đến thân phận mình đâu có khác thân con gà ngày ấy nhưng biết đi về đâu đây về nhà thì sợ họ theo bắt lại ở lại thì bơ vơ Nương tựa vào đâu? Tự nhiên Như có một luồng vật khởi làm nước mắt tuôn ra Cảm thấy trận đòn khủng khiếp vừa qua Là một con quỷ Mày không kể tao quả Mày không muốn chết hả Mày không kể tao quả Mày không muốn cháu cứ thế mà đi không biết đã đi qua bao nhiêu đường phố đứa. phố xá nơi nào cũng giống nơi nào chẳng rõ mình đang ở đâu đến một đoạn hơi vắng vẻ có hàng cây to phủ bóng xen ánh đèn Coi Ê mày, ở đâu vậy? Ở đâu tới đây mà dành lại bàn hả mày? Ở đâu tới đây vậy? Đi không? Ủa, không đi hả? không phải đi không mày? Ngoài. Đứng đó đó hả? Lì hả? Hôm nay em thấy mồm mà có tới đây dành lại bàn hả mày? Đi đi mày! Đột nhiên, từ bên kia đường, có một cô gái chạy băng qua. giành những còn để sao đứng đó, 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 đó dạ. dạ. chưa? Dạ. À. <laughs> nhà mày đâu mà lên đây? Em ở dưới quê mới lên Quê Mỹ đâu? Quê em ở Đồng Tháp á <laughs> Vậy mày cùng dưới sở với tao <laughs> Sao mày lên đây? Bị bầu đá hả? Cháu kể cho chị ấy nghe Chuyện Từ lúc bị bán đi lấy chồng ngoại Cho đến lời anh công an bảo Phải trốn đi Để tự cứu mình vậy tối nay mày ngủ đâu trước đây tao có hơn gì mày đâu tao mê thằng cha tài xế lái xe lục tỉnh mới theo giả lên đây thằng giả sợ vợ thằng chả đánh ghen Chơi cho cho đã rồi đá tao luôn <laughs> tao phải bơ dơ chạy theo cái nghề này để trả thù đàn ông có sao đâu <laughs> mày biết không con đường hồng thập tự này một nửa bên kia là quận nhất còn nửa bên đây là quận ba qua kia đường là thoát bố ráp bên quận này thì mình chạy qua quận kia ai tốn được mình tao thấy mày cũng đẹp đó nhưng ai dạy mày co cái đầu gối lên cho nó rải tứ hột sen ra đàn ông chung chạy với gái mà <laughs> thằng nào chả muốn gieo giống <laughs> uhm lúc đó em sợ quá. Hồn phách đâu còn. Chỉ hành động theo dí thôi. Con nhỏ này hay thiệt. Mày nói ra tao mới hiểu. Yêu nhau chỉ mới lấy được cái hồn thôi. Còn phải cưới được cái dế nữa kìa. Hủ dế cho mày. Mày khá đó. <laughs> Không có chỗ ngủ thì về nhà tao. Nhà tao thuê ở cũng chật hẹp lắm. Nhưng tao với mày là đồng hương <laughs> Bước ngoặt mới của cuộc đời cháu bắt đầu từ đó Cháu bán chiếc nhẫn chung chịu tiền nhà với chị ấy Chị tên là Phụng Nem Vì hồi ở quê Chị ấy chuyên nhảy xe đò bán nem Bây giờ hơi có tuổi rồi Đàn em đứng đường phải nể mặt Em à, mày thoát khỏi cái cảnh rụt xương ở xứ người là phước lắm rồi, nhưng còn sinh mệnh cả nhà. Các em cần tiền ăn học, đem thân đi đổi lấy đồng tiền, có gì phải hận. Như chị đây nè, nhan sắc phôi pha, xuống cấp đến mức không dám nhìn vào gương. Chị vẫn tự hào khi về quê với gia đình. Còn mây mưa trăng gió gì à? hồi nào còn mơ ước được một thằng con trai. Phải khóc lên, khóc xuống. Giấu với diếm. Hẹn với hò. Khổ sở trăm bề mà có rá gì đâu. Bây giờ đủ hạng thay áo khác hàng ngày. Thích thì thỏa chí tan bồng. Còn chê thì qua lo chiếu lệ. Cỡ nào cũng có hết. Từ nghệ sĩ đến quan chức. Con nhà giàu ăn cơm tàu ở nhà Tây. Tha hồ thoải mái và có tiền tiêu xài. Còn hơn làm nô lệ không công. Cho mỗi một thằng chồng ích kỷ. Chị chỉ dễ cho những điều mà cha mẹ có con gái lớn không dám dạy. Em à, nghề khinh, nhưng mà con người có gì đáng khinh đâu bán thân mà nuôi được mẹ cha Nuôi em ăn học thành kỹ sư, thành bác sĩ Ra đường, phải ra dáng chỉ của kỹ sư bác sĩ Ăn mặc thật đẹp Cần gì phải hở hang khiêu gợi Đi đứng đòn trang Thì có dạy mà lại ông tôi ở bụi này Da thịt phải sạch sẽ thông tho mát mẻ Đừng bao giờ gieo vào đầu óc đàn ông cảm giác dơ bẩn sau này họ sẽ không đến nữa đời người con gái chỉ cách có một lớp bao cao su mỏng thôi nhưng giữ mình được nguyên dạng không lây nhiễm và con rơi vô thừa nhận đàn ông tâm lý người nào bỏ tiền ra mua cũng muốn chiếm thân xác mình cho trọn vẹn nên thường cự tuyệt bao cao su nhưng mình cương quyết bắt buộc cây kim không chịu thì sợi chỉ làm được gì rốt cuộc thèm quá cũng chịu phép thôi giận đó như sao lại mò tới vì cảm giác được sạch sẽ an toàn coi mình là hạng xịn vì là đàn chị quản lý các em ở một góc phố trong túi chị lúc nào cũng có một tá bao cao su Em út nào sắp lên xe Chị cũng gọi lại Nè, có chưa Rồi, chị dưới một cái coi như làm từ thiện Chuột lại cái đứt ở đời Vì tội làm mẹ niên Một hôm, có con bé đi ngang qua Quần áo bó thun màu xanh nước biển Sữa trên đầu nhút tuôn ra ướt áo Mới nứt mắt ra Học chưa đến tuổi mặc áo dài đã là quả phụ Mày đi đâu đó Đêm hôm mày đi đâu vậy? Bộ mày muốn thôi nôi lôi đầy tháng hả? Để chết cả lũ hả? Lên đây, tao biểu coi Sao mày khờ vậy? Đứa nào nó làm mày ưỡn bụng Xin con Nó Cho mày được mấy đồng Đâu có cho tiền Cho cái bánh bao thôi à ba má cháu dẫn nhau đi châu đốc cầu bà chỉ để gạo với nước mắm ở nhà dặn cháu là đi học về nấu cơm ăn cháu nấu một nồi cơm để hai chị em ăn đến chiều không ngờ cháu đi học ở nhà anh cháu về ảnh và thằng út lục nồi cơm ăn hết á trong nhà thì hết gạo cháu định nhịn đói đi ngủ nhưng mà sốt ruột quá à. ngủ không có được cháu mới đi đến nhà của anh bán bánh bao anh ơi dạ anh làm ơn bán chịu em hai cái bánh bao đi em nói bụng quá à mai ba em về em trả tiền dù đang trải kiếp long đông. Nghe nó nói, cháu cũng phải rùng mình. Mình đã khổ, con bé này còn khổ hơn. Sao hồi đó mày không đi bệnh viện, bỏ thai? Mày còn con nít, biết là mẹ đâu mà nuôi. Lúc ba má cháu biết thì đã muộn rồi, thai năm tháng, bệnh viện không có cho phép. Giả lại, có bà chủ tiệm cầm đồ, bà dặn cứ sinh ra đi nếu mà không có tật nguyền gì hết á bà sẽ bán cho người nước ngoài bà sẽ trả cho 3 triệu nhưng mà lúc sinh ra rồi á bà nói là người ta chỉ cần con gái con trai người ta không có mua vậy là ba cháu phải nuôi ổng ổng chối đâu có chịu nhận vì ổng có vợ rồi nhưng ổng có nhờ người ta mua giùm cho chiếc xe nôi của phủ màng nói là có người gửi tặng xíu Tao hỏi thiệt mày Mày đi kiếm tiền không? Thì cháu cũng phải đi kiếm tiền Để mua sữa cho con Không được Tao cho mày tờ 10 ngàn Mày mua hộp sữa Ngày mai lại nhà tao Tao chỉ cho cách Rồi mới đi làm Không khéo Có chữa nữa Thì chết đói Rồi dính HIV nữa Thì tàn đời luôn Bà Phụng Làm từ thiện theo kiểu của bà Mà người xấu chưa hẳn là hoàn toàn xấu phải không bác <laughs> ừ. bà phụng và cháu tò mò đến xem thằng bé bụ bẩm thật dễ thương tội nghiệp tội người lớn chứ trẻ con có tội tình gì nhưng mình như có cảm giác sắp lạc vào âm phủ chỗ ngủ mẹ con xíu tồi tàn ở hành lang chung cư chờ giải tỏa. Mẹ con nó ngủ ở trong đó, đến ngày thằng bé đủ lớn, hay là tương lai nó sẽ đi về đâu? Bà Phụng dạy ngón nghề cho xíu, dạy phòng chữa phòng bệnh, như đã nhắc nhở bọn đứng đường chúng cháu. Cháu đảm bảo chuyện hướng dẫn tình dục cho trẻ mới lớn, chị ấy làm còn kết quả hơn cha mẹ ruột và chuyên gia tình yêu hôn nhân nữa tao bày vẽ cho mày để phòng thân khi quá ngặt nghèo làm đại chứ tao khuyên mày có con rồi không giống mấy đứa khác ráng tìm việc khác để làm kiếm tiền chứ làm ẩu bị tóm đưa đi mất mùa con mày chết đói thành cô hồ để tao nói với ba mày mua cho mày xe thuốc lá mày khỏi sợ đói vừa bán vừa lo cho con <laughs> Buồn cười phải không bác Một người sống ngoài dòng pháp luật như chị ấy Lại muốn kéo người khác trở về với trật tự Thỏi <laughs> còn trẻ mới lớn Cháu xinh đẹp Đâu có thua chị kém em Người con gái Dù ở giai tầng nào Cũng có cái sắc đẹp để mà tự hào <laughs> soi gương ngắm mặt Đi tắm ngắm mình ra đường tự hào Mình rực rỡ hơn trong mắt mọi người <laughs> Có khi còn so sánh leo Với các cô gái nhà nhiều tiền của Để mà tự hào Khi rơi vào xã hội phố phường Cháu mới biết Ai cũng hâm mộ sắc đẹp Nhưng mặt khác Người ta cũng kỳ thị sắc đẹp Coi như là một vũ khí nguy hiểm Cháu có gõ cửa nhiều nơi Xin một chân giúp việc Mong có một chỗ ăn cơm Dù một tháng Được chút ít gửi về cho đứa em ăn học dài 300 thôi nhưng đến đâu cũng bị từ chối. Không phải chỉ các bà vợ nội trợ từ chối, mà chính các ông cũng lắc đầu, vì sợ cầm lòng không đậu, với sự quyến rũ tự nhiên gây xáo trộn gia đình. <laughs> cháu có hai cánh tay rất đẹp, trăng trắng, đầy đặn, mịn màng, rất bắt mắt. <laughs> Bọn con gái tùy dai nói chuyện với cháu, cũng tìm cách vuốt ve cánh tay cháu. <laughs> Hôm ấy, cháu mặc chiếc áo hai dây màu hồng, hở đôi bờ dai, hai cánh tay để trần, ngồi sau xe cho chị Phụng chở đi. Phía sau có một chiếc xe, bám theo nhưng không dược. Đến ngã tư đèn đỏ, chiếc xe đậu song song, hơi lùi một chút, để ngắm hai cánh tay cho sướng mắt. Chợt, cháu nghe giọng sang một câu nói trọng với nhau ước gì được một khúc cầm chơi hả mày ừ công nhận tay cổ trắng mà đẹp quá à. có tiền mời uống cà phê đi à, cầm chơi thì cầm chọn giùm em đi cho ly cam ly cà rốt đi em dạ yeah. nó là em tôi ở dưới quê lên thật thà như điếm chưa biết đi xe máy nên đi đâu tôi cũng làm tài xế cho nó qua đồng nội mà mong các anh thông cảm nó hay mắc cỡ lắm <laughs> không sao trong đầm gì đẹp bằng sen hoa đồng nội ở đây hiếm có lắm <laughs> các anh thấy chưa nó đỏ mặt rồi đó trước là sao quen tôi xin giới thiệu đây là anh duy đồng nghiệp cùng cơ quan à, còn tôi là cường biết rõ nhưng cường hiền lắm hiện tại đang làm việc ở ngành địa chính Muốn có đất cất nhà thì sống ngay. Tôi là Phụng, nó là Yến. Cánh chim bạc gió, chọn cành đậu phố phường, hiếm lắm. Hai bạn vui lòng cho tôi xin địa chỉ Để có dịp tôi sẽ đến thăm Nhà tôi chật hẹp lắm Là sâu trong hẻm Đến mấy cái xuyệt lận Khó tìm lắm Anh đến không có tiện đâu ờ, à, Vậy có số điện thoại Làm gì có điện thoại Hay là vậy Hai bạn cầm tạm chiếc điện thoại này Có gì tôi sẽ liên lạc Chứ người đẹp như vậy Mà để mất dấu bình tương tư là khổ lắm uhm, vậy sao tiền máy này là của anh mà không sao đâu chuyện nhỏ thôi mà em cầm đi ừ uhm, vậy em cầm đi để hai ảnh trách chị em mình khách sáo hử uhm? em cứ giữ điện thoại Hãy nghe gọi đúng là hắn thì cứ từ hỉ cho hắn một khúc cầm chơi ừ? <cười> alo <cười> dạ ngày hôm sau điện thoại reo ảnh mời cháu đi ăn cơm quán con nai ở đâu hả anh dạ dạ em sẽ đến cháu nhận lời xong còn nghe hít hít ở đầu dây bên kia hôn vào cái ống dạ nghe trước khi cúp máy cháu biết là cá cắn câu rồi thuốc thật với Yến Lần đầu tiên gặp Yến tôi như bị tiếng sét Người đâu gặp gỡ làm chi <laughs> Để rồi trăm năm Có duyên gì hay không <laughs> Anh chưa hiểu gì về em Mà đã đặt chuyện trăm năm ư Không cần đâu đã gọi là yêu thì quá khứ có quan hệ gì chứ Anh không cần hiểu Anh chỉ biết sự hiện hữu của em mà thôi Em thích sự hoàn chỉnh không che đậy Không thích sự hoàn thiện dối lừa Để tạo lòng tin nhờ dấu giếm Cho thiên hạ chết mê chết mệt Em chỉ sợ nói ra rồi Anh sẽ hết dám vượt qua bức tường ngăn cách Và anh sẽ khinh em Đời lỡ bước Có xịt nước hoa cũng thôi Em đừng lo Anh khinh em rồi Ai sẽ khinh anh đây Cháu nói thật đó bác Người ta vì sĩ diện Phải nói dối Giấu giếm Thành thói quen <laughs> nhà văn các bác Nói xin lỗi Đôi khi cũng phải nói dối Cứ xem tivi đi Thấy mấy ông nhà văn Trả lời về chuyện riêng tư Là biết ngay Còn người ta Trước quan tòa phải giấu giếm Trước ông cảnh sát Phải tỏ ra vô tư Làm quan chức Phải dối trên Phỉnh dưới <laughs> Còn muốn được làm người yêu phải trinh tuyết trắng ngần hoặc phải còn tơ rồi còn phải tra hỏi nhau mãi ậm ừ mãi vẫn cảm thấy không an chỉ sợ mình nhẹ dạ đàn ông đâu phải hoàn toàn khó tính ừ. yêu em là ý muốn của anh còn được em yêu hay không lại là ý của em hay là Em còn chê anh Ngay bây giờ cơm nước xong Em sẽ cho anh tất cả Nhưng tính chuyện trăm năm Thì em chưa trả lời anh được Thứ nhất Vì em đã có chồng người nước ngoài Cho dù cuộc hôn nhân đó có tan dẫn ngay trong đêm tân hôn Nhưng giấy giá thú Mỗi bên vẫn còn giữ thứ hai có thể ngoài sức tưởng tượng của anh gia đình và chính anh cũng không thể nào chấp nhận đâu vì trên một năm nay em đã làm gái làng chơi để nuôi em ăn học và giúp gia đình chuyện nhỏ trái tim anh đã mách bảo rồi em đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy trên đời này khó mấy cũng có cách chỉ sợ mình không yêu nhau thôi Chuyện đã vậy Và nhân nghĩa non vợ chồng trước đã Được không? em đẹp quá Anh bị hớp hồn rồi Anh chỉ sợ Chờ lâu là anh chết mất <laughs> Rồi sẽ có cách Vậy anh sẽ được tội nguyện ngay đêm nay Nhưng không được Sợ ví làm em tủi lòng Cô ơi, cho bản tình ca đi hơn vậy nữa Chính từ đó Cháu chấm dứt cuộc sống ngoài dòng pháp luật ừ. Chị có bí mật gì vậy? Cô quỷ Mày làm sao mà Cả các con tới ngạnh rồi nó mời tao nói chuyện Nhờ tao làm mối giới Để cưới mày Em có làm gì đâu <laughs> Em chỉ phá cách Lật bài tẩy tuôn hết lý lịch xấu xa của em ra Rồi cho ổng một đêm thịnh soạn Ai biết bụng dạ người ta thế nào Còn số kiếp của em Đến mãn đời cũng không lấy chồng được Còn phải ly hôn với cái lão xí xô xí xào Còn chồng nào đủ sức mà bảo vệ cả gia đình nhà vợ? Còn cha mẹ nào cho phép con mình cán bộ đi lấy gái băng qua? Làm ô nhục tông đường. Hơn nữa em có hộ khẩu thành phố đâu. Còn đầu em lúc nào cũng tiền tiền tiền. Để mẹ cha đợi giấc giả lúc tuổi già có nước thì còn tát biết đâu số mày còn đỏ từ lúc nó ước ao một khúc cầm chơi